Xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh của em Hương. Hôm nay em Hương có một cái nhà tân cổ điển vừa mới hoàn thiện xong, Hương đến quay để gửi đến cho quý anh chị. Và cái vị trí tọa lạc hiện tại là em Hương đang đứng tại trên con đường là đường tập đoàn 2 anh chị ha. Đây là con đường mặt tiền đường tập đoàn 2, rộng tới 6m ha. Đường thông hai hướng, một bên đây á thì quý anh chị mình là về quốc lộ 50, ngay ngã ba Tân Kim về cầu Ông Thình ha, thì mình di chuyển ở đó thì tầm khoảng vài trăm mét thôi. Và cái hướng bên tay nè, phải của Hương thì quý anh chị mình là về đường Đoàn Nguyễn Tấn, Hương lộ 11 ngay chỗ bến xe buýt Hưng Long. Đó, có hai đường thông cho quý anh chị mình. Và cái mẫu nhà này là vừa mới hoàn thiện xong, mẫu thiết kế là tân cổ điển, một trệt hai lầu cho quý anh chị tới tận 4 phòng ngủ. Vừa mới hoàn thiện thì Hưng đã đến cập nhật cho quý anh chị. Thì quý anh chị ơi, trước mắt á là sẽ còn hai căn, có hai sự lựa chọn cho quý anh chị. Mà cái căn bìa bên đây á thì có một cái lối đi, quý anh chị mình á mà được hữu duyên xem được cái video này, mình có thể về đây chọn ra một cái vị trí đẹp tuyệt vời nhất, là mình có thể chọn cái căn góc bên đây anh chị ha. Vì căn bên đây sẽ có một cái đường đi bên hông và có cái cửa sổ cho mình rất là thoáng và mát. Và căn bên kia thì mình không có cái lối đi bên hông, cũng không có mở cửa được bên hông anh chị ha, nên mình cứ nhanh tay mình về đây mình khảo sát thực tế để mình ưng ý một cái vị trí nào tuyệt đẹp để mình về mình ở, mình chọn ra anh chị ha. Đó, ở đây thì không có cái đường bên hông, nó chỉ có cái căn bìa thôi, nên Hương sẽ chọn ra một cái căn bìa làm mẫu review cho quý anh chị. Thì giá tổng của nó là 3,5 tỷ, còn thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ luôn, pháp lý thì minh bạch rõ ràng, sổ thì đã có sẵn, quý anh chị mình đi công chứng lúc nào cũng được hết. Và diện tích của nó là ngang 4m và dài vào á thì tới tận là 20m, có sân cho quý anh chị mình đậu xe hơi thoải mái luôn, có một cái vỉa hè cho mình thêm là 3m ở khu vực này anh chị ha. Và giờ thì mình tiến vào trong để mình tham quan cái mẫu nhà tân cổ điển sang trọng quý phái nổi bật nhất Tân Kim. Và bước vào trong sẽ cho quý anh chị mình một cái lớp cửa đầu tiên sẽ là một cái hàng rào bảo vệ bằng sắt sơn tĩnh điện rất là dày dặn và chắc chắn, sơn cái màu vàng cho mình, nhìn cái cửa cổng nhìn rất là đẹp và bắt mắt anh chị ha. Và khu vực không gian sân thì bên đơn vị Hương cũng lót gạch sạch sẽ hết cho mình rồi. Và ở ngoài đây thì mình những nhấn nhá trang trí giật hộp nè, những cái bóng đèn nhìn rất là đẹp. Bữa tối mình mở đèn lên sẽ nổi bật ở khu vực không gian của ngôi nhà mình anh chị ha. Và vào bên trong thì sẽ cho quý anh chị mình là cái khu vực không gian phòng khách tuyệt vời vô cùng. Thì gia chủ có nói với Hương là sẽ tặng lại toàn bộ nội thất cơ bản bên trong, bao gồm như là bộ ghế, sofa và một cái bàn ăn ở phía sau anh chị ha. Nhà mình á, thì nhà hướng Nam, gia đình mình đang tìm một cái phong thủy tuyệt vời về sinh sống hướng Nam. Thì đây là mẫu nhà quý anh chị ơi, đừng vội vàng lướt qua, hãy xem hết cuối video để mình khám phá từng ngóc ngách, từng chi tiết ngôi nhà anh chị ha. Và khu vực không gian phòng khách thì hai bên vách tường, bên đơn vị Hương sẽ ốp PVC gương may làm cái màu trắng, nhìn nó rất là đẹp anh chị hả quý anh chị đó. Màu trắng thì bước vào ngôi nhà rất là sang luôn hả, phải một kiểu phong cách nữa. Và ở trần trên của mình sẽ là trần thạch cao nguyên khối, hệ thống đèn đã full và đầy đủ. Nhà mình thì điện nước cũng đã vào chính thức đầy đủ hết mọi nơi cho quý anh chị ha. Và ở dưới chân cầu thang thì bên đơn vị Hương là một trang trí tiểu cảnh nhỏ cho quý anh chị đây hả, nhìn cũng rất là dễ thương, cưng quá chị ha. Và giờ thì mình di chuyển cùng Hương tiến về khu vực không gian bếp anh chị. Quý anh chị mình cứ quan sát ngôi nhà, nếu như mình cảm thấy mà vừa ý với mình nè, phù hợp với mình thì quý anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Hương ha. Hương có để cái số điện thoại ở trên góc phải màn hình, thì quý anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp, Hương sẽ trao đổi cụ thể hơn. Và Hương cũng sẽ gỡ sổ sách thông tin cho quý anh chị mình nắm bắt trước khi mình dự định về đây. Và cái giá này là chủ sẽ hỗ trợ cho mình hoàn công đầy đủ anh chị ha. Và đây sẽ cho mình là khu vực không gian bếp, có tủ bếp trên và tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương dày dặn, bồn inox 304, không gian nấu nướng ốp lát sạch sẽ. Thì lúc đầu clip thì Hương cũng đã trao đổi với mình là mình căn này là mình sẽ có một cái đường đi ở phía bên hông nữa, để Hương mở ra. Đó, bạn quay phim cái đây quay giùm Hương cái. Đó, có một cái đường đi bên hông đây, rất là mát mẻ luôn. Nó rộng rãi thoáng ha.
Rồi, quý anh chị mình là người đầu tiên thì mình có thể về đây chọn lựa ra được một cái vị trí tuyệt vời. Thì hiện tại thì bây giờ vẫn còn cho mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Mình mà trễ quá thì căn này bán mất thì cũng tiếc. Nên Hương cũng đến cập nhật thông tin cho quý anh chị. Mình có cái sân phía sau nhỏ ở đây. Nhà vệ sinh thì bên đơn vị Hương sẽ để ở ngoài luôn, cho phòng mình dễ tiện và sinh hoạt hơn anh chị ha. Ngôi nhà này bước vào thích lắm luôn á, nó mát mẻ, nó thoáng vô cùng nữa. Và gia đình mình mà có nhiều thế hệ, từ khoảng là 4 đến 6 đến 8 người về sinh sống chung một cái ngôi nhà này rất là thoải mái anh chị, vì nó lên cho mình tới tận là 2 lầu 4 phòng ngủ lận, mát mẻ vô cùng nữa. Đó. Và cái cầu thang này, cái hướng này là quý anh chị mình sẽ bước lên khu vực không gian tầng 1. Quý anh chị ơi, mình xem đây rồi, mình nhớ đăng ký kênh cho Hương nha. Đừng tiếc chi một cái lượt like, lượt share và đăng ký. Cái đó cũng là động lực để cho em Hương Ú phát triển kênh của mình được trọn vẹn và tốt hơn. Trong lúc quá trình làm việc, Hương quay hay nói có nhiều thứ hơi bị thiếu sót thì quý anh chị ơi thông cảm, bỏ qua cho em Hương Ú nha. Và góp một cái ý kiến bình luận chân thành, em Hương rất là cảm ơn. Và giờ thì mình di chuyển cùng Hương tiến lên khu vực không gian tầng 1 để mình khám phá thêm ạ. Quý anh chị thân mến, Hương đã có mặt trên khu vực không gian tầng 1. Đây là cái phòng đầu tiên. Ở dưới mình bước lên nè. Nhà mình thì có cái gu màu trắng anh chị, nên bước vào rất là sang ha. Trần rất là cao thoáng, làm cho mình có đèn pha lê, hệ thống đèn, cửa sổ, tranh đầy đủ hết. Cửa bằng gỗ nữa, quá chắc chắn và dày dặn. Khu vực không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị Hương sẽ để ở phía ngoài, cho các phòng mình dễ tiện sinh hoạt, và làm cho mình một cái ngăn vách kính cường lực ở đây ha, đầy đủ công năng hết mọi nơi cho quý anh chị. Cái đường mình bước lên cũng rất là rộng, phòng nào cũng rộng cả, về diện tích của nó tới 420 lượng. Ở phòng này là phòng lớn, có cái view đẹp nè, ban công cho quý anh chị mình bước ra, mình có thể quan sát. Mỗi lần mở cửa ra là mát lắm luôn anh chị. Bạn quay phim thể tiến ra trước. Đó, quý anh chị mình tham quan á. Đường xá rộng rãi thông thoáng, một cái khu dân cư ở rất là đông đúc luôn. Đây thì mình có thể về mở văn phòng, spa, nail gì cũng được anh chị ha. Và giờ thì mình di chuyển cùng Hương tiến lên khu vực không gian tầng 2 nha. Và rồi, Hương đã có mặt trên khu vực không gian tầng 2. Trên đây thì cũng thiết kế y chang thôi, không có khác gì hết anh chị. Đó thì cũng phòng ốc rộng rãi nè, thoáng sạch sẽ ha, cao ráo. Rồi, mình bước tiếp tới khu vực không gian nhà vệ sinh nằm ở phía ngoài, ở đây. Cũng y chang tầng dưới thôi anh chị. Quý anh chị xem đến đây rồi á, nhớ đăng ký kênh cho em Hương nha. Và cần thêm thông tin hay là đi xem nhà thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hương qua số điện thoại Hương có để trên màn hình á. Lúc đó Hương sẽ trao đổi cụ thể hơn nữa nè. Và gửi sổ sách cho quý anh chị. Tiến ra đây thì sẽ một cái ban công rộng dài xuyên suốt, cái sân rộng móc cao lắm anh chị, thông tứ tung cho quý anh chị mình luôn. Mình về mình chọn đầu tiên, cái căn đầu tiên thì cái vị trí cũng đẹp, có cái đường đi bên hông, mình mở cửa hậu á, nó cũng thoáng và mát mẻ nữa anh chị. Có cái đường đó đó. Thôi quý anh chị mình di chuyển cùng Hương tiến về khu vực không gian nhà dưới ha, Hương sẽ một lần trao đổi lại cho quý anh chị ạ. Một ngôi nhà mặt tiền đường kinh doanh thì quý anh chị mình đang tìm để mình về có thể kinh doanh buôn bán, và về các trung tâm quận huyện gần, ở nhất là về quận 8 ha, bến xe quận 8. Thì từ cái vị trí, cái địa thế này mà quý anh chị mình về quận 8 của mình á, thì chắc nó tầm khoảng là từ khoảng 9 đến 10 cây thôi, rất là thuận tiện. Gia đình mình mà đang có nhu cầu đường xe hơi nữa và sân đậu xe hơi nữa thì đây là mẫu nhà tuyệt vời để cho quý anh chị. Mẫu nhà mới tưng cổ điển, có cái sân bên hông quá trời chỉnh chu, một trệt, hai lầu, bốn phòng ngủ và ba nhà vệ sinh. Bên trong ngôi nhà sẽ tặng toàn bộ lại nội thất cơ bản cho quý anh chị. Giá tổng của nó chỉ có là 3 tỷ rưỡi thôi, còn thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ, hồ sơ pháp lý minh bạch rõ ràng, đi công chứng lúc nào cũng được cả anh chị ha. Được tọa lạc là
nằm trên là mặt tiền đường Tập đoàn 2 anh chị ha, gần ngã ba Tân Kim, cách ngã ba Tân Kim của mình đâu đó tầm khoảng là 500m thôi. Đường thông hai hướng, xe hơi xe tải di chuyển vào tới đây. Hiện tại là vẫn còn hai căn vừa hoàn thiện xong. Quý anh chị nhanh tay liên hệ cho Hương để mình có thể về chọn ra được một cái căn vị trí đẹp nhất. Đó là cái căn này anh chị ha, vì Hương thấy là có một cái đường đi bên hông nữa, có cái cửa bên hông nữa rất là thoáng và mát. Nhà mình là nhà hướng nam và giờ thì em Hương xin được phép kết thúc video tại đây. Quý anh chị mình cần thêm thông tin cứ ngắt máy lên liên hệ cho Hương ạ.